Thế giới đài với mừng chào đón tất cả các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục đưa lên kênh một sản phẩm của hãng Telefunken, có mã là Telefunken Hi-Fi Studio 1M. Thì giữa con 1M và con 1 nó có gì khác nhau? Thì em xin phân tích với các bác như sau. Thứ nhất là con 1M ấy thì nó khác con 1 ở điểm thứ nhất là nó sử dụng băng metal. Điểm thứ hai, FM của con 1M là 108. Đấy. 108 đây. Còn con 1 thì nó chỉ đến 104 thôi ạ. Và đương nhiên băng metal thì bao giờ chất âm nó cũng sẽ hay hơn. Đấy. Ở đây em có một cuốn băng metal ở đây. Các bác nhìn to. Đấy. Em sẽ test luôn chất âm của chiếc đài này cho các bác. Bởi vì băng metal và băng metal thì đương nhiên đầu từ phải là metal. Và công nghệ xử lý âm thanh cũng phải khác. Thì bên em thì chuyên bán các sản phẩm của Telefunken nhưng mà chỉ bán bản đặc biệt. Nghĩa là bản đặc biệt là bản gì? Telefunken nó chia ra làm 3 bản. Bản thứ nhất là bản thương mại. Thì cái viền loa này, à nón loa này, viền loa màu trắng. Bản thứ hai nó là thương gia. Bản thương gia thì là cái rốn loa này màu vàng. Đấy. Còn nó được mạ lớp màu vàng, còn bằng vàng hay không thì em không nắm được. Về cả củ loa bên trong cũng màu vàng. Và bản đặc biệt là bản tặng các quan chức của Đức. Thì là viền loa, rốn loa đều mạ bằng vàng, màu vàng. Đấy. Và bây giờ thì em không làm mất thời giờ các bác nữa, sẽ mời các bác thẩm âm luôn. Nhưng cũng phải chia sẻ với các bác giữa bản phổ thông ấy, nghĩa là bản thương mại ấy, và những bản cao cấp ấy, nó khác nhau về giá rất nhiều. Như chiếc này ở cửa tiền hơn 30 triệu đồng. Đấy. Và con này thì cũng phải cả năm cũng mới mua được 1-2 lần. Nó rất hiếm và rất khó mua các bạn. Vì thế nên là không phải lúc nào cũng có tiền cũng mua được. Bản thân em săn ở Đức cũng thế. Cứ có là mua nhưng mà không nhiều, lúc khi đến là nó xấu. Và con bản màu trắng thì càng cực kỳ đắt nhé. Mặt màu trắng là rất đắt. Bởi vì mặt màu trắng này thì nó rất hiếm con đẹp. Em mời các bác cùng thẩm âm chất âm của chiếc đài này nhá. Băng thì đã cho đây rồi. Con này ấn là phải hơi mạnh vào tay một tí các bạn. Trai con đi giữ quê hương cho chúng.
sáng nghe lòng thao thức canh thu, đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu, tiếng còi đèn lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Xin tạm dừng phần test cassette của chiếc đài Telefunken 1M Studio tại đây nhá. Hàng mới cập bến, em chưa lau dọn vệ sinh gì cả. Còn nguyên bụi trời Tây đấy con này. Này. Vẫn còn nguyên bụi trời Tây đấy nhá. Đấy.